Mấy món này là bác làm hết đó, có mấy em nó phụ. Ủa, chỉ có mấy món vậy thôi hả bác? Có mấy món vậy thôi hả. Thật ra đây là bữa cơm gia đình thân mật, cho nên bác làm mấy cái món truyền thống của gia đình mình không đó. Ủa sao vậy? Mấy món này không hợp khẩu vị của con hả? Tại vì mấy cái món này nó cũng bình thường quá, bình dân quá. Toàn là mẹ em nấu không mà em không ăn. Em ăn rau không vậy? Trời, đừng có nói á, mấy cái món này bị gì nha. Ăn được không vậy? Dạ thưa chị, tại vì em đang giảm cân, em chỉ được phép ăn rau thôi. Chị yên tâm đi, mấy cái món này á là mẹ em nấu mà, vừa ngon vừa bổ vừa rẻ vừa hợp vệ sinh nữa, hơn mấy cái món ở nhà hàng luôn á chị. Đúng rồi đó con. Phương, chị nghe anh Kiệt nói á, em là hot girl trên mạng xã hội cũng nổi tiếng lắm ha. Bây giờ á đang lấn sân sang showbiz. Nè, nói thiệt đi, em đang cặp với đại gia nào vậy? Chị à, em không có cặp. Hả chị? Hả? Con, dạ. Tụi nó còn nhỏ lắm, chưa có biết gì hết trơn á, đừng có trách tụi nó nha. Dạ, bác yên tâm đi, sau này á, con cưới anh Kiệt rồi, lúc đó con sẽ dạy dỗ thêm cho hai em. Trời ơi, vậy thì tốt quá rồi, có gì con phụ bác luôn mà. Dạ. Dạ, nếu vậy thì hai chị em cảm ơn chị Tú trước nha. Chị Tú, tụi em có sao nói vậy, có gì mất lòng chị Tú bỏ qua nha. Có cái gì đâu mà mất lòng. Anh à, hay là bây giờ mình đi luôn đi anh, chứ để trễ tụi bạn em đang chờ. Bên đó tụi nó gọi nhiều đồ ăn ngon lắm, có cua có ghẹ có tôm, mình qua đó ăn luôn cũng được. Rồi còn còn đi ăn vậy... Anh hai đi nữa hả anh hai? Anh hai đi hả? Dạ, vậy tụi con xin phép nha mẹ. Thôi cũng được, thôi hai đứa đi cho vui ha. Dạ ha. Vậy thôi con chào bác. Bữa khác con lại ghé chơi nha bác. Bữa khác nha. Dạ anh hai đi nha. Quên nữa, bye bye hai em chồng tương lai nha. Dạ bye bye chị. Đi. Con đi nha bác. Dễ thương quá à. Trời, mẹ nhìn nó giống như mẹ hồi trẻ vậy đó. Sao mà dễ thương mà đáng yêu quá trời quá đất vậy? Mẹ. Gì vậy con? Cái bà đó mà mẹ kêu là đáng yêu á hả? Thì đúng rồi, cá tính mà con. Trời ơi trời là trời, con biết là anh hai lượm cái bà đó trên sao quả xuống hay là ở đâu nữa. Bậy không à. Ở đâu ra vậy? Con nói thiệt với mẹ, hồi nãy giờ mà con không nể mẹ với anh hai á, là cái bà này tới số với con rồi đó. Trời, đã vậy còn dám đòi dạy dỗ con với chị ba nữa. Con chưa bao giờ thấy một người nào trơ trẽn như bà. Trời, cái gì đâu mà trơ trẽn con à. Người ta như vậy á là rất là ấn tượng luôn đó. Con thấy không? Trời ơi, người gì mà hoạt bát dễ sợ, còn đòi lấy luôn anh của các con nữa đó. Nè, tụi con đó nha, phải biết kềm chế cảm xúc của mình, đừng có làm cho anh hai của các con khó xử, biết chưa? Mẹ, cái bà thấy ghét như vậy làm sao mà con kềm chế cảm xúc được chứ. Thôi nha, con phản đối, con không muốn cái bà con dâu cực phẩm này về làm chị dâu con đâu đó. Trời trời trời, bậy nha, không có được vậy nha. Con thấy con bé đó tính tình khó chịu lắm, không thể nào con chấp nhận là chị dâu của con được. Tụi con thiệt á, thật ra con Tú nó đâu có chịu về đây làm dâu đâu. Sau này á, nó có ở chung nhà đâu mà tụi con phải lo. Quan trọng á là nó yêu anh hai của tụi con và có lợi cho tương lai của anh hai tụi con là được rồi. Mẹ, bồ mẹ tính kêu anh hai chuyển nghề qua nghề đầu mỏ hả? Trời trời trời, nói cái gì ghê vậy con? Ăn nói gì mà khó nghe quá vậy? Nè, nhà ông Quý chỉ có một mình con Tú thôi, anh hai của con cưới nó thế nào cũng được hậu thuẫn. Nè, có cả công ty nhà vợ nè, sự nghiệp nè, sau này á sẽ thành công, đúng không? Mẹ à, nhưng mà làm như vậy á hả, người ta sẽ nói là anh hai con nhờ vợ mới thành công đó. Sao nói vậy được? Tới khi anh hai con thành công rồi thì người ta chỉ thấy thành công của anh hai thôi, người ta sẽ nể trọng nó, chứ ai mà quan tâm nhờ ai mà có được thành công đó, đúng không? Thôi tốt nhất vậy đi, hai đứa con á, mai mốt đừng có làm vậy nữa. Phải biết gì tương lai của anh hai con, phải ráng nịnh nó, nghe không? Mẹ yên tâm đi, lần sau mà cái bà con dâu cực phẩm đó tới đây á, con có ở nhà đâu. Cái con này thiệt tình á. Ban đầu á, em cứ tưởng người dữ dằn nhất phải là mẹ của anh,
Ai ngờ hai bà cô nhà anh mới là ấn tượng với em nhất. Anh xin lỗi nha, để anh về dạ lại tụi nó. Bây giờ gặp nhà anh xong rồi, ngày mai anh gặp ba em rồi nói với ba chuyện đám cưới luôn ha. Em muốn đám cưới thiệt hả? Anh tưởng là em gặp mấy đứa em của anh rồi còn dám cưới anh chứ. Gặp tụi nó xong á, em càng phải mau đám cưới với anh hơn. Ủa, tại sao? Tại vì á, em có ngán ai bao giờ đâu. Nhìn là biết trong nhà anh bị tụi nó lấn lướt. Em sẽ thay anh trừng trị tụi nó, cho tụi nó biết thế nào là lễ độ. Ngoài em ra không ai được phép ăn hiếp anh hết. Sao? Em lo cho anh như vậy còn không có chê nhà anh không phải là đại gia mà anh không nói được tiếng nào hết hả? Thì anh biết là anh có diễm phúc mà. Tối nay á, mình về trễ quá, ba em ngủ mất tiêu rồi. Ngày mai á, mình hẹn ba đi ăn trưa nha. Em quyết định luôn. Nhưng mà em thấy chuyện đám cưới có vội vàng quá không? Bộ anh không muốn cưới em hả? Không phải. Tất nhiên là anh muốn cưới em rồi, nhưng mà anh chỉ sợ em quyết định vội vàng quá rồi sau này có con em sẽ vướng bận, rồi sẽ hối hận vì mình đã kết hôn sớm. Anh đã qua được thử thách của em, em cũng đã gặp gia đình anh, tất cả đều ok, coi như là anh đã trúng tuyển. Em đã gặp được người chồng mà em mong muốn. Cưới hay không á, đối với em cũng không có gì là bận tâm lắm. Em vẫn cứ sống thoải mái bình thường thôi. Nhưng mà ba của em á, truyền thống lắm, ba không có cho em sống thoáng đâu. Cưới xong á, mình sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau. Em á, sẽ dễ quản lý anh. Mỗi khi em có cần cái gì á, thì có anh ở bên cạnh em giúp đỡ cho em. Nhưng mà quan trọng á là em sẽ lập lại trật tự trong gia đình anh, dạy dỗ cho mấy cô em của anh. Anh không nói được tiếng nào hết giờ. Đâu có đâu, tại anh thấy hạnh phúc quá cho nên không nói nên lời thôi. Cô cứ như vậy mà làm đi, xong rồi gửi qua cho họ, rồi xem cho tôi là được. Không cần phải đưa cho tôi việc lại đâu nha. Dạ, tôi biết rồi sếp. Vậy cô làm đi. Tới giờ ăn trưa rồi, hai người chưa nghỉ sao? Dạ, chào tổng giám đốc. Chào cô. Tới giờ cơm trưa rồi mà còn quên mất. Chú định qua rủ con đi ăn trưa đây. À, dạ. Vậy chú qua phòng con, chờ con tắt máy xong rồi mình đi nha. Dạ, chào. Tôi đi. Mời chú ngồi. Con với cô Thư có vẻ rất hợp. Sao? Có ý định phá vỡ nguyên tắc chưa? Hiện tại con đã xác định được tình yêu thực sự của mình là ai, cho nên con không muốn mất nhiều thời gian cho những cuộc tình tháng qua nữa. Vậy sao? Cô gái nào mà may mắn vậy? Tạm thời tình cảm của tụi con chưa rõ ràng, cho nên con chưa thể tiết lộ được. Chú cũng thấy là con quyết định như vậy là đúng. Dù chủ tịch không can thiệp vào chuyện tình cảm của con cũng không nên vì tình cảm mà bỏ bê công việc như thằng Hải. Nếu con chỉ tập trung cho công việc thì chủ tịch càng đánh giá con cao hơn thằng Hải. Dạ. Con nghe nói dự án An Lạc rất là thành công hả chú? Đúng vậy. Dù tất cả là do anh Toàn lo liệu, nhưng về mặt pháp lý là do thằng Hải. Nên lần này Hải coi như là dớt dắt lại được mớ scandal vừa rồi. Dạ. Chừng nào con ra Vũng Tàu? Dạ, chắc ngày mai chú. Con có việc riêng cần giải quyết ngoài đó. Còn nếu như kịp thì con về luôn. Anh tới gặp ba đó. Hai đứa quen nhau từ hồi nào? Dạ, tụi con quen nhau từ lúc tôi mới về nước tới giờ. Con cũng đã gặp mẹ với lại mấy em của anh Kiệt rồi. Tất cả đều ok hết. Tụi con dự định là sẽ làm đám cưới liền. Nhưng ba không đồng ý. Ủa? Tôi không muốn có một người con rể như cậu. Ba nói cái gì vậy? Anh Kiệt có điểm nào không tốt? Chính ba tuyển dụng ảnh mà. Tuyển dụng nhân viên với chọn chồng cho con hoàn toàn khác nhau. Nó là người toan tính, không trung thực. Giám đốc à, từ khi vào làm công ty tới giờ con chưa có bất kỳ sai phạm nào.
Sao giám đốc lại đánh giá con như vậy? Đúng là cậu chưa có sai phạm nào, nhưng xét về thời gian, có phải cậu vì quen với con Tú mà chia tay con Nhi không? Nhi nào? Ba đừng có nói là con Nhi làm thư ký cho ba nha. Lúc trước ba thấy hai đứa nó hẹn hò ăn cơm rất thân thiết, thời gian gần đây thì lại bắt đầu chia tay. Anh dám gạt em hả? Sao anh nói là từ hồi anh về nước tới giờ anh chưa có quen bạn gái mà. Anh không có gạt em, anh với Nhi chỉ là bạn thôi. Giám đốc à, có lẽ giám đốc hiểu lầm rồi. Vì mới vô công ty làm, con chưa quen biết nhiều đồng nghiệp, chỉ có quen biết Nhi thôi. Nhi thân thiện cho nên con thường đi với Nhi để hỏi thêm một số vấn đề về công ty thôi. Có thiệt không đó? Anh nói thiệt mà, anh chưa từng nói yêu Nhi, chưa từng hẹn hò lần nào hết. Nếu không tin, em và giám đốc có thể hỏi Nhi mà. Cứ cho là đúng như lời cậu nói đi nữa, nhưng rõ ràng cậu muốn lấp lửng với con người ta để dễ dàng rũ bỏ thôi. Nếu giữa Nhi và con gái tôi, các chàng trai khác ai cũng sẽ chọn Nhi. Con gái tôi chỉ hơn con Nhi về gia thế mà thôi. Ba nghĩ sao mà ba nói con gái của ba không bằng con nhỏ thư ký của ba vậy? Ba không phải là có ý đó. Ý của ba là có thể nó tới với con chỉ vì con là tiểu thư nhà giàu, là con của ba đó. Có đúng không? Con thật lòng yêu Tú vì chính con người của Tú, không phải vì Tú giàu có hay là con của giám đốc. Tôi trải đời nhiều hơn cậu, nhìn là biết sự thật ra sao. Cậu không cần nhiều lời đâu. Một là cắt đứt với con Tú, tiếp tục công việc, tôi sẽ coi như là chưa từng xảy ra chuyện này. Còn nếu không, cậu tự rời khỏi công ty. Cậu hãy chọn đi. Ba, sao ba quá đáng vậy? Anh Kiệt, ảnh yêu con thật lòng mà, sao ba lại nghi ngờ ảnh? Nè, con im đi. Còn quyết định của cậu sao? Con thật lòng yêu Tú và không hề có bất kỳ toan tính nào giống như là giám đốc nói. Con sẽ về viết đơn nghỉ việc. Con xin phép. Anh Kiệt, ba này, cho dù á, anh Kiệt, hay là anh hãy khoan viết đơn xin nghỉ việc đã. Em sẽ nói chuyện lại với ba. Anh thực sự muốn cống hiến cho công ty, nhưng chỉ sợ giám đốc áp trọng với anh, anh nghĩ khó làm việc chung tiếp. Ba chỉ đang hiểu lầm thôi, từ từ mình giải thích với ba. Anh đừng có lo, không sao đâu. Ba không có hiểu lầm gì hết. Cậu đừng có giở cái trò kích động con Tú, xin xỏ tôi. Ba, con không có ý đó. Sao ba cứ quy chụp cho anh Kiệt hoài vậy? Không phải ba là người công tư phân minh hay sao? Tự nhiên bây giờ ba cứ ép ảnh phải nghĩ gì? Ba không hề ép, nó tự chọn thôi. Dạ con chào giám đốc. Chào anh Kiệt. Ê, qua đây nè. Có cổ đây nè. Bây giờ cô nói đi, giữa cô với anh Kiệt có quan hệ ra sao hả? Hai người có từng yêu đương gì nhau không? Nói đi, nói cho ba tôi nghe đi. Giữa em và anh Kiệt chỉ là quan hệ đồng nghiệp với nhau thôi. Đó, ba thấy chưa, hai người chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi. Ba, cậu đã nói xin tôi việc mà, cậu đã quyết định chưa? Hay chỉ làm màu với tôi thôi? Nếu được, con sẽ bàn giao trong ngày hôm nay. Tốt lắm. Cô Nhi, cô liên hệ với phòng nhân sự làm việc với Kiệt. Dạ. Ba, sao tự nhiên ba vô lý vậy? Rõ ràng cô cũng đã nói họ chỉ là đồng nghiệp thôi. Cô ghê, hay là cô thích anh Kiệt không được đáp trả lại cho nên cô mới tính chuyện trả thù, dèm pha, nói xấu ảnh với ba tôi? Chị nói gì kỳ vậy? Em đâu có làm những chuyện đó đâu. Cô Nhi không nói gì với ba hết, ba chỉ vì con thôi. Anh Kiệt, chuyện là sao vậy anh? Tại sao anh lại phải nghỉ việc? Thực ra khoảng thời gian mình đi chơi với nhau, anh cũng có quen biết với Tú. Anh nhận ra là mình yêu Tú, nhưng mà đối với em đó chỉ là cảm mến thôi. Anh đã ngộ nhận,
anh ái ngại không biết phải làm sao, cho nên anh mới tìm cách tránh em. Do anh đã không khéo cư xử, giám đốc nghĩ anh bắt cá hai tay, bỏ em để quen với Tú, lợi dụng Tú. Cho nên anh đành phải nghĩ gì? Chắc là giám đốc đã hiểu lầm rồi đó. Hay là để em lên em giải thích với giám đốc nha. Cảm ơn em. Bây giờ em liên hệ bên nhân sự giùm anh nha. Anh không muốn giám đốc nghĩ anh làm màu này nọ đâu. Anh vô phòng sắp xếp đi. Thiệt, đi đâu vậy con? Sao sao mà đồ đạc quá trời vậy? Con mới xin nghỉ việc ở công ty, bàn giao xong hết rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Ngồi xuống đây. Sao sao tự nhiên lại nghỉ việc vậy con? Bộ có chuyện gì hả? Hồi trưa Tú với con đi ăn cơm với ông Quý, chính thức công khai tình cảm. Nhưng mà ông nổi giận, ông nói con đang lợi dụng Tú, bắt con phải chọn ở lại làm gì hoặc cắt đứt quan hệ với Tú. Trời ơi, thật ra con chọn cách nào cũng chết, cho nên con xin nghỉ việc luôn. Nhưng mà tại sao ông lại biết hả? Con cũng không biết nữa, có lẽ là do Tú. Ông biết con gái của mình, cho nên ông nghĩ là con không thể nào yêu Tú thật lòng. Con có khi nào do bá đâm chọ không? Con nghĩ là không đâu. Lâu nay con đâu có liên lạc với bà, bà cũng đâu có biết con làm công ty ông Quý đâu. Nếu như bà nói với ông thì nhất định hồi nãy ông lộ ra sơ hở rồi. Vậy giờ con tính sao? Giờ chỉ tạm thời phải tìm việc chỗ khác rồi. Con thì con không sợ thất nghiệp, còn Tú sẽ nói chuyện lại với ông. Lúc đó coi tình hình thế nào rồi sẽ tính tiếp. Con chờ vài bữa nữa, nếu như không được thì chia tay thôi. Trời đất ơi, cái gì mà chia tay? Đâu có được, con phải kiên trì chứ. Cũng có khi ông đang thử con sao, con đâu có thể nào mà bỏ cuộc giữa chừng như vậy được. Thường á, cái gì mà có giá trị thì phải qua khó khăn thì mới có được. Thôi, để từ từ mẹ tính cho. Đi tắm rửa đi, lát nữa xuống đây mẹ dọn cơm cho ăn. Đi đi con. Dạ. Nghe chị nói nè, em ơi, cái cảnh này á là em bị bồ bỏ hả? Em bị bồ bỏ em nhớ chưa? Dạ. Bây giờ em ngồi lại cái chỗ này á, em nhớ lại kỷ niệm xưa của em. Dạ. Với bồ em. Em nhìn ra biển, em buồn em khóc. Nhớ khóc nha, khóc nha. Dạ. Rồi rồi, chỉnh trang xong rồi. Ra ra ra, em đứng quay, đứng quay. Ra tay đứng, để lên. Rồi rồi, tập trung đi. Chừng nào xong báo nghe em ơi. Dạ dạ. Dạ xong anh ơi. Máy chạy. Máy. Đô đi, đô. Dạ diễn chưa vậy anh? Trời diễn đi em. Đó em. Nè, lấy tâm lý nè, nhìn ra biển nè, nhớ lại chuyện xưa. Quay vô, lấy cảm xúc, khóc nha, cảnh này phải khóc đó. Diễn đi. Nhớ nè, nhớ nè. Khóc, khóc. Nhớ đi. Nhớ lại chuyện cũ. Hết nhớ, khóc đi em. Khóc đi em, khóc đi. Khóc đi em, khóc. Nước mắt đâu? Nước mắt. Dạ, dạ đợi em một chút. Dạ, cho xin cái nữa anh ơi. Dạ, xin trời một cái ơi. Nữa. Dạ, cho em xin ơi. Cái nữa anh. Cắt đi, cắt đi. Em nhớ lại thời xưa á, chuyện hai người. Rồi xong mẹ em khóc nghe không? Ráng khóc nghe em. Dạ. Cho em xin một lần nữa đi anh. Trời ơi, một lần này nữa thôi nha. Cố gắng lên. Chị ơi, chị, cho em xin miếng nước mắt đi. Trời được ơi. Chị. Nước mắt gì vậy trời? Ra, để người ta quay. Ráng khóc thiệt cho nó tự nhiên lên. Chuẩn bị làm lại nè. Ổn chưa Như ơi? Dạ, dạ được rồi anh ơi. Quay đi anh ơi. Rồi, chuẩn bị nha. Dạ. Buồn, chuẩn bị. Nhớ đi cảm em. Cảm xúc đâu? Nhớ thời xưa, hai người nhớ nhiều nha. Lên. Nhớ đi. Ơi, cảm xúc đâu? Hết nhớ. Khóc, khóc. Khóc lên em. Nước mắt đi nhớ em. Khóc đi em. Tưởng tượng ra, tưởng tượng ra. Nước mắt đâu? Trời ơi. Dạ dạ đợi em chút. Em đang khóc. Trời ơi chết rồi. Làm ăn gì đâu á. Thôi 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 cắt đi cắt đi. Cắt. Dạ. Anh cho em chút nữa đi anh. Dạ dạ em đang diễn mà. Anh cho em chút đi. Giỡn không? Khóc được không? Trời ơi đã người ta không có thời gian rồi mà em cứ. Cho em thêm lần nữa đi anh. Em sắp khóc được rồi. Khóc cái gì? Em biết từ sáng giờ mấy tét rồi không? Hả? Cho em thêm lần nữa nha anh. Một lần hả? Mười lần rồi. Từ sáng giờ 10 lần rồi biết không?
đổi phân đoạn đi. Ra ra ra, đổi phân đoạn đi. Cho em thêm lâu. Thôi thôi thôi, ra ra ra, đổi phân đoạn đi. Ra ngoài đi em. Quay gì nữa, sáng giờ quay nhiều rồi. Đi đi đi. Mà ra không? Thôi ra đi em, ra đi em. Thôi đi ra đi. Đổi phân đoạn. Thư ký ơi, đổi phân đoạn nào thư ký ơi. Rồi đổi phân đoạn. Ra đi em. Đi ra. Nhanh em đi ra nhanh đi. Phân đoạn khác nữa. Trời ơi đi đi. Mình đúng là vô dụng. Alo. Xe của anh sửa xong chưa? Dạ, sắp xong rồi anh. Anh sắp về tới chưa? Anh từ sáng giờ mới xong đây. Chắc là ngày mai anh mới về được. Em cứ lấy xe của anh chở ngoài tới công ty đi. Dạ. Anh sẽ tới công ty rồi đổi xe sau. Dạ. Ê, mai mốt tôi khai trương quán cà phê á, bà có lên được không? Vậy... để khi nào tôi sắp xếp được á, ngày khai trương tôi lên chúc mừng bà ha. Ừ, bà nhớ đó nha. Ngày đó tôi đợi bà á. Vậy nha, có gì tối nay mình tám tiếp. Ok. Cục cưng. Nè, nè, ai cho ông đi vô đây vậy? Cục cưng ra hồi nào mà không cho anh hay không biết nè, nữa. Ông làm gì ở đây vậy? Ai chồng vô đây, tôi thương bây giờ đó. Ông đi ra đi. Gì? Nè, anh nói cho em biết, anh với em cũng chỉ là diễn viên hạng ruồi thôi. Cho nên chú Diễm mới sắp phòng đôi cho hai đứa mình nè. Đúng không? Tại vì kinh phí không có, em thương đoàn đi. Em có thương cũng không ai xử đâu, đúng không? Nè nè, ông đi ra ngoài không? Ông không đi là tôi la lên đó. Em la đi. Cứu tôi với, bắn người ta, cứu tôi với. Thôi thôi, đừng có la, đừng có la. Em càng la, anh càng sướng. Em càng la, anh càng thích. Anh thích ồn ào lắm, anh thích ồn ào lắm. Em la đi. Anh la lớn lên. Ôi da. Dạ. Ôi da, dạ, trời ơi. Anh chơi chết tôi rồi. Ôi da. 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 Phương. Anh gọi là sao nha? Anh có ơi, chuyện gì vậy? Anh cứu giùm em đi. Phương. Ông biến thái. Ông tính là bà gian đó. Phương. Giúp em đi. Cục cưng. Em làm gì vậy? Sao tự nhiên em trở mặt với anh? Hả? Đi lại đây với anh, nhanh lên. Nè nè nè, ông tính làm gì vậy? Biến thái hả? Tôi thương bây giờ á. Anh làm ơn đi. Mày tránh ra cho mày. Hả? Mày sắp sáp với cục cưng của tao là tao xử mày đó nha. Cô buông ra đi. Lo đi về với bạn trai cô đi. Đi, về. Tôi không có rảnh chơi trò đuổi bắt với hai người đâu. Anh ơi, về cho ông đi. Không phải vậy đâu. Cái ông này nè, ông là biến thái đó. Em làm gì vậy? Anh nhìn ông đi. Ông đáng tuổi cha em à. Làm sao em làm bạn gái ông được? Anh làm ơn giúp giùm em đi. Ông có tránh ra hay không hả? Tôi báo công an bây giờ đó. Ông tránh ra đi. Em giỡn vậy đủ rồi. Đi về phòng với anh. Đi. Nhanh lên. Cô tôi ra. Nhanh. Cô tôi ra. Cô biến thái. Nè. Ê, cái thằng đanh kia nha mày. Mày tránh ra chưa? Chỗ tao với cục cưng tôi đang tình cảm nha. Ai mà thèm nào cục cưng của ông? Ông là đồ biến thái. Đi, không có giỡn nữa. Đi về phòng với anh. Bùng đi ra. Nhanh lên. Nhanh. Cho dù cô gái này là cục cưng của ông đi chăng nữa, nhưng mà cô ta không thích thì ông đừng ép cô ta. Cổ mật kiện ông một cái á là ông vô tù nghỉ dưỡng đó. Cái gì? Tao có tiền, tao có quyền nha. Còn mày tính tán tỉnh cục cưng của tao hả? Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Mày. Ôi da. Trời ơi, gãy tay tôi rồi. Buông ra, bỏ ra. Ôi da. Ôi da. Ôi da. Trời ơi. Ây da, bơ người ta. Giết tôi rồi, bơ người ta, tụi nó giết tôi. Ây da, gãy tay rồi. Ây da, bơ người anh. Ta trời. Sao mà ổng là đau dữ vậy? Có khi nào ổng bị gãy tay thiệt rồi. Không? Cần đưa ổng vô bệnh viện không? Bơ người ta.
Ê dạ, bớ người ta. Bây giờ có im cái miệng lại không? Tôi còn đưa đi bệnh viện là tôi bỏ luôn à. Ừ, đưa đi, đau rồi nè. Ê dạ. Đau thiệt không? Hả? Ê dạ, trời ơi, đã gây tay rồi nó còn bẻ nữa. Ôi da. Ê dạ, ôi da. Ê dạ, trời ơi, gãy tay. Đi. Ôi da. Ôi da. Nè, tôi sẽ báo công an bắt mấy người cho coi. Ê dạ. Thôi đi, ông đừng có bày đặt rên rỉ nữa. Hồi nãy bác sĩ đã khẳng định rồi, ông không có sao hết á. Chỉ có uống thuốc mấy ngày là xong thôi. Bày đặt đòi báo công an người ta nữa. Cô nhớ đi, lúc ở trong phòng á, cô đá tôi một cái tôi muốn lên trời ở hèn. Rồi bây giờ ra gặp thằng khốn này, nó bẻ tay tôi, nó bẻ tay tôi xong á, rồi nó đá tôi một cái chúa nhũi cho gãy tay. Ôi da trời ơi. Ôi da. Đợi coi công an tin ai cho biết. Ôi da. Ông còn khỏe quá ha. Biết vậy á, tụi tôi không thèm đưa ông vô đây đâu. Cho ông nằm một đống ở khách sạn luôn cho ông vừa lòng. Cô á, cô đừng có vô tình vô nghĩa với tôi. Tôi giúp đỡ cô bao nhiêu tiền năm nay. Hả? Cô lừa gạt tình cảm của tôi. Tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Cô nhớ đó. Nè, nè ông đừng có ăn nói bậy bạ nghe chưa. Tôi nói cho ông biết, ông mà nói bậy bạ kiểu đó nữa, tôi đi kiện ông đó. Kiện đi. Nè, anh gì ơi, mình đi về đi. Mặc kệ ổng, tôi thấy ông còn khỏe lắm, không có sao đâu. Bác sĩ ơi, bác sĩ, hai người này muốn giết tôi để cướp của này. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Nè ông chú, để dành hơi dưỡng thương đi. Hành lang khách sạn có camera đó. Bye ông, mình đi. Nè, báo đi, báo đi. Ngon thì báo công an đi ha. Báo lớn tiếng vô. Bye bye. Cô nhớ nha, tôi không để cô yên đâu. Bác sĩ ơi. Bác. Trời ơi. Không có gì. Làm gì mà lạnh lùng quá vậy? Ít nhất cũng phải cười với người ta một cái chứ. Mà nè, hồi nãy á, anh làm tôi sợ thiệt luôn á. Sợ bằng gặp ông biến thái đó không? Tôi không có ý đó. Hồi nãy á, tôi thấy ông đó bị đánh mạnh lắm luôn á. Bệnh viện còn nói ông phải ở lại theo dõi nữa mà. Ông ta đáng bị như vậy mà. Bây giờ tôi đưa cô về khách sạn, rồi ngày mai tôi về Sài Gòn gấp. Nè, nếu như anh đi về một mình á, hay là sẵn tiện anh cho tôi quá gian có được không vậy? Nếu cô không thấy sợ tôi thì tôi đưa cô về. Tôi đâu có sợ đâu, cảm ơn anh nha. Anh lớn rồi mà còn thích gấu bông hả? Dễ thương quá vậy. Không phải, là của ông sếp tôi. Ông lớn tuổi rồi, nhưng mà đây là đồ kỷ niệm của con gái ông, cho nên phải để ở đây. Vậy là anh là tài xế hả? Ừ, tôi là tài xế, tôi tên Đông, còn cô tên gì? Chào anh, tôi tên là Phương, Vĩnh Phương. Mà nè, có chuyện này tôi phải đính chính nha. Thật ra tôi không phải là bồ nhí của ông đó đâu. Anh đừng có hiểu lầm, anh đừng có lên Facebook, anh viết bậy bạ về tôi là chết tôi luôn á. Tại sao tôi phải lên Facebook viết về cô? Anh không nhìn ra tôi hả? Tôi là Vĩnh Phương. Không. Không nhìn ra. Trời tốt quá à. Làm hết thùng hết vía à. Xin lỗi nha. Bà công nhận nha. Ông chủ của anh á, keo kiệt thiệt à. Cho anh ở khách sạn có một sao à. Ừ. Đây là tôi đang đi công việc riêng trọng, nhưng mà tôi phải bỏ thêm tiền của mình, tự mướn khách sạn một sao ở. Còn nếu mà đi với ông, tôi chỉ được ở nhà nghỉ thôi. Rồi, ông chủ của anh keo thiệt chứ. Có bao nhiêu tiền đâu. Vì tụi nó đúng ghê á. Không phải ai giàu có cũng đều rộng rãi tốt tính. Tôi thấy tội nghiệp anh quá à. Ông sếp anh keo như vậy, chắc là anh khó khăn lắm ha. Dì của cô hả? Là người ra sao? Dì tôi á hả? Là người tuyệt vời nhất trên đời. Ông Tuấn, ông điện ông khủng bố tôi quá chừng hả? Ông nói cái gì mà bây giờ ông phải nằm dưỡng thương cả tuần, còn kêu tôi phải giải quyết. Bây giờ tính sao đây?
Tôi không nghe cô Phương nó nói gì hết. Bây giờ phải đợi nó về tôi hỏi thăm rồi mới tính tiếp được nè. Bây giờ MV chưa xong, có chuyện gì là chết đó. Ờ ha. Nó về kìa. Vô đây con. Ủa? Vì Rosai tới chơi. Sao? Quay ổn không con? Có sự cố gì không? Nói cho mẹ nghe coi. Hồi tối hôm qua con gặp cái ông Tuấn, cha nội đó dê sờm còn biến thái nữa. Ông dám chui vô phòng dê con. Cũng hên là lúc đó con nhanh trí á. Con chạy ra ngoài, con gặp được cái anh kia, anh cứu con. Rồi ảnh chọn một trận luôn đó. Con với anh kia tốt bụng, đưa ông vô bệnh viện. Cũng may là lúc đó khách sạn có camera, ông mới chịu im đó mẹ. Mà tự nhiên á, ông nói là ông giúp con này nọ gì đó. Mẹ coi á, có chịu nổi không? Chị coi đó. Cũng may là lúc đó không ai nhận ra con. Lỡ ai mà nhìn thấy con á, quay lại rồi tung lên mạng á hả, là tiêu con luôn đó, con cặp với ổng. Thôi cứ kệ ổng đi. Bây giờ chắc con cũng mệt rồi. Bây giờ con vô tắm rửa, thay đồ rồi nghỉ một chút. Chiều nay còn đi chụp hình nữa nha. Dạ, con vô trong nha. Ừ. Chị Rosa ngồi chơi nha. Ừ. Con vô nghỉ đi. Con vô nghỉ đi. Giờ sao bà? Yên tâm đi. Tôi ứng phó được. Tôi sẽ nhắn tin là có phóng viên đang theo dõi con Phương nên nó mới làm vậy để che mắt. Hay là tôi đi với bà vô thăm ổng đi. Mình nói vô một tiếng thế nào cũng xong à. Bà tính vậy cũng được đó. Hello em. Dạ, em chào sếp. Không, em ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Cứ dạ tự nhiên thôi, mà ngồi em đi. Em đứng được rồi sếp. Muốn cực không à, công nhận nghe. Càng ngày em lại càng xinh đẹp. Nhìn em đẹp hết sức luôn vậy à. Cảm ơn sếp. Sếp qua bên đây để tìm sếp Quân hả? Sếp Quân tối qua đi Vũng Tàu, sáng nay vô trễ. Tìm thằng Quân chi? Tìm em mới đúng chứ. Dạ. Trưa nay đi ăn cơm với anh hả? Dạ, xin lỗi sếp. Trưa nay em có hẹn rồi. Em đó nghe, từ chối anh hoài nghe. Cho em biết là từ trước tới giờ chưa có một cô gái nào dám từ chối anh hết. Em đừng có tưởng là có thằng Quân chống lưng là anh không có dám làm gì em nha. Tuy anh với nó đều là phó tổng, nhưng mà tiếng nói của anh mạnh hơn nó à. Anh đây có thể cho em nghỉ việc bất cứ lúc nào, trong vòng một nốt. Dạ thưa sếp, bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ. Em đến công ty để làm việc, chứ không phải để cầu xin một việc làm. Em đó nha, em đúng là bướng bỉnh. Nhưng mà anh lại thích cái kiểu đó. Anh lại khoái với người cá tính giống như em vậy đó. Em à, cậu Hải, cậu tới tìm con hả? Tìm mày chi? Tìm Mai mày biết rồi đó. Mày đặt hỏi bốc cậu mày nữa hả? Sừng. Alo, nói đi. Hả? Cái gì? Chuyến đi vừa rồi sếp ổn chứ? Rất đuối. Nhưng mà đúng thật, dự án của họ có vấn đề. Mình sẽ không thu mua lại đâu. Dạ. Alo. Dạ, sếp Quân đã tới rồi. Dạ, tôi sẽ nói lại. Có chuyện gì vậy? Thư ký vừa mới báo mình sếp lên phòng họp gấp. Ừ. Cất cái này vô phòng cho tôi nghe. Dạ. Có thể việc vết nứt xảy ra là do tác động của ngoại lực. Tôi thấy là an lạc được triển khai đúng quy trình chất lượng, tuyệt đối không có sai sót. Tôi xin lấy uy tín ra mà đảm bảo. Bây giờ chủ họ ở bên đó đòi bên mình phải kiểm tra minh bạch rõ ràng, nếu không họ sẽ thư kiện. Hiện tại rất nhiều đối thủ đang muốn tận dụng cơ hội để diệt mình. Nếu chuyện này đổ bể ra, nhất định sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Tụi tôi đã nói,
đảm bảo không có gì sai sót rồi. Biết đâu tên đó muốn làm tiền, cho tiền cái là sống. Có lẽ là không phải nó muốn đòi tiền. Thư. Dạ. Qua phòng tôi có chút chuyện nha. Dạ. Cô ngồi đi. Có chuyện gì nghiêm trọng không sếp? Sắp tới chắc bên mình phải nhận thêm phần việc của bên sếp Hải và sếp Toàn. Tại sao vậy sếp? Bên mình cũng khá nhiều dự án mà. Đúng là như vậy. Nhưng mà do sếp Toàn chính thức thôi việc kể từ ngày hôm nay, còn sếp Hải thì bị đình chỉ công tác. Sắp tới sẽ có một email thông báo cho toàn thể nhân viên công ty. Dạ. Cô về làm việc đi. Dạ sếp. Ông Toàn đã cạn tình, ép anh tự viết đơn thôi việc. Anh còn trung thành với họ làm gì nữa? Tôi biết là anh muốn hạ gục ông Hải và ông Toàn nếu tôi công khai với hội đồng quản trị về việc rút ruột dự án An Lạc lần này. Thì người có lợi chỉ một mình anh, còn tôi cũng liên quan trong đó. Sau này còn ai dám tin tưởng tôi? Coi như tôi bị triệt đường sống chứ gì nữa. Thấy số tiền trước mắt mà ảnh hưởng tới tương lai của tôi sau này. Tôi đâu có ngu như vậy. Thôi được, tôi sẽ có cách hay hơn. Thay vì để hơn một chục năm sau mới xảy ra sự cố, ngay bây giờ mình hãy để nó xảy ra luôn đi. Anh sắp xếp cho tôi một người thuê căn hộ, sau đó kêu họ dùng ngoại lực tác động tạo vết nứt, gây sức ép cho công ty. Tôi tin hai ông già đó không thoát được lần này đâu. Xong việc, anh vừa có tiền, vừa không bị ảnh hưởng gì tới công ty. Thôi được, ok. Hợp tác vui vẻ. Anh đúng là không đơn giản chút nào. Alo, tôi nghe đây. Anh làm tốt lắm. Tôi sẽ chuyển khoản số tiền còn lại cho anh. Ok, cảm ơn anh. Không bắt máy, chắc là đang ở với con hồ ly nào nữa đây nè. Mở cửa ra. Chị Ngọc ơi. Dạ. Ra mở cửa cho ăn trả kìa. Dạ. Mở cửa. Sao mà lâu quá vậy? Mở cửa cô chậm chậm. Giờ nào mới chịu về đó hả? Cái gì vậy? Ông đi đâu mà tôi gọi điện thoại hoài không nghe? Cái gì vậy? Ông đang ở cái hồ ly nào vậy hả? À? Ông đừng có để cho tôi tìm ra đó nha. Tôi mà tìm ra đó hả, ông đừng có trách tôi. Mày dừng lại coi. Mày dơ phải đâu nghe. Tôi ngày ghen tôi nhớ dở luôn hả? Mà ghen hả? Ông muốn làm gì sao tôi ghen hả? Tôi nói cho bà biết à, chấp mất hết tất cả rồi bà không có lo. Gì? Ông nói vậy là sao? Bộ có chuyện gì hả? Tôi bị đình chức rồi. Ông nói cái gì? Tại sao lại như vậy? Muốn biết à? Hỏi ổng. Chỉ có trời mới biết rồi. Ông nói vậy là sao? Bà đi hỏi ổng nè. Ông Hải. Bậc thang đi hỏi ông Hải. Ông Hải ơi. Sao vậy? Sao lại đình chức của tôi? Ngoại, ngoại uống thuốc đi. Để nó đi, lát ngoại uống. Ngoại à, ngoại đừng có giận, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của ngoại. Ngoại không ngờ tôi đã dám làm ra những chuyện như vậy.
May là phát hiện sớm. Không thôi, những dự án tiếp theo bị tụi nó phá hủy hết. Thằng Hải cũng do gái gú lăng nhăng nên mới bị thằng Toàn nó lôi kéo. Ba. Ba nghe nè. Tự nhiên sao ba đình chức anh Hải vậy? Nó nghe theo lời thằng Toàn, rút ruột công trình. Ba đình chức là nhẹ cho nó đó. Nếu mà tri tố theo pháp luật, chắc bây giờ nó chuẩn bị ngồi tù rồi. Ba, anh Hải anh lỡ dạy, ba tha cho ảnh đi ba. Dù sao á, anh cũng là con trai của ba mà. Ba đình chức ảnh như vậy, lỡ sau này ba về hưu, ai làm chủ tịch tập đoàn thay cho ba? Ba tự biết suy tính. Con lo phiền chủ đó, ăn năn tu tỉnh đi. Thôi, ba mệt rồi, ba cần nghỉ ngơi. Ba, ba. Rồi xong. Ngoài à, con và mọi người trong công ty sẽ cố gắng khắc phục dự án đó. Con nghĩ là sẽ ổn thôi. Ngoại đừng có quá lo nha. Con nhìn thằng Hải mà làm gương, ham lợi cái nhỏ rồi sẽ mất cái lớn. Dạ, con luôn đặt lợi ích của tập đoàn lên hàng đầu mà. Ngoại yên tâm đi. Bây giờ con ra ngoài cho ngoại nghỉ ngơi nha. Nhưng mà ngoại nhớ phải uống thuốc đó. Dạ. Chỉ diễn thôi mà anh bẻ tay tôi, đau gần chết hả? Anh đúng là tệ. Đã làm phải làm cho tới. Một con bé mảnh mai như vậy mà khống chế không được, để cho nó la hét sùm. Nếu không có tôi ở đó, bể chuyện rồi. Chỉ mà gọi là dân chơi à? Anh không biết đâu. Coi vậy chứ nó khỏe như con trâu vậy đó. Ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ tôi sắp xếp theo ý anh rồi. Thuê cho nó dạo đoạn làm diễn viên phụ, nó đâu có tài năng gì đâu. Vậy á mà giám đốc hãng phim á ép đạo diễn giao vai đó cho nó. Thôi được rồi, không cần phải kể công với tôi nữa đâu. Sắp tới vai trò của anh sẽ nặng nề hơn, phải thật khéo léo hơn. Anh sẽ làm theo yêu cầu của tôi, cần bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ chi. Nhưng cũng may á, vừa rồi tôi không có hiếp nó được. Nếu không xảy ra chuyện gì, nó kiện tôi thì tôi phải làm sao đây? Tôi sẽ để cho anh bị dính vào pháp luật sao? Nếu anh khai ra tôi là người gặp rắc rối hơn anh, tôi đã dàn xếp xong hết rồi, anh không cần phải lo đâu. Vậy thì sắp tới tôi phải làm chuyện gì? Anh sẽ tiếp tục cung cấp tài chính để sản xuất clip cho cô Vĩnh Phương đó, thông qua bà Tuyết, mẹ của cô, kết hợp với bà Lựu, một người xảo quyệt. Nếu anh kết hợp với bà ta thì con bé chắc chắn sẽ giàu trọng, thì lúc đó sẽ bị anh khuất phục. Bây giờ tôi hỏi anh một điều được không? Hỏi đi. Tại sao cứ phải là cô gái đó? Tôi thấy cô ta còn trẻ mà. Bộ cô ta có thù hằn gì với anh hả? Đó là việc riêng của tôi, anh không cần biết. Chứ mọi hành vi của anh tôi đều cho người giám sát. Anh mà trở mặt thì biết hậu quả rồi đó. Không nhẹ như cái tai này đâu. Còn bây giờ cứ ở đây nghỉ dưỡng đi. Khi nào khỏe rồi về. Tất cả những chi phí tôi đã lo hết rồi. Vậy nghe. Mẹ. À quên, nước nè con. Con cảm ơn mẹ. Mẹ, con thấy mẹ nhắn tin cho ai mà mẹ cứ nhắn hoài.
Vừa nhắn mà còn tủm tỉm cười nữa. Nhắn cho bạn trai phải không mẹ? Bậy bạ không à, đâu có ai đâu con. Có sao đâu. Dù sao thì ba cũng mất lâu lắm rồi. Còn thoải mái mấy cái chuyện này lắm. Miễn sao á, mẹ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là được rồi. Bậy, đã nói không có ai mà. Chẳng qua là mấy bà bạn của mẹ thôi, nhắn tin tám chuyện thôi mà. Dạ. Cảm ơn em. Alo, em nghe nè chị Châu. Hả? Dạ, ở bệnh viện nào vậy chị? Em biết rồi, em biết rồi. Dạ em sẽ tới liền. Mẹ ơi, con phải đi liền. Gì vậy con? Mẹ, chị con bị đau lưng, không đi được, bây giờ phải nhập viện. Mẹ ơi, bây giờ con phải chạy vô đó liền. Ê, đâu có được. Mẹ ở đây chờ con nha. Đâu có được con. Bây giờ con phải đi liền. Thôi. À, anh ơi. Ờ, gì đó em. Anh cho em đi một chút xíu nha. Em đi một chút, em sẽ quay lại liền. Trời ơi con. À, tranh thủ nha em. Trời ơi, đâu có được, bây giờ mọi người đang chụp hình mà con. Phương. Phương. Gì? Dạ, thưa bác sĩ. Chị của em bị sao vậy? Cô đây bị thoát vị đĩa đệm độ 2. Tình trạng bệnh vẫn còn đang ở trong giai đoạn đầu, không cần phải phẫu thuật, nhưng mà vẫn cần nằm lại ở đây để mà điều trị và theo dõi vài ngày coi sao. Dạ. Bây giờ cô chưa cử động được đâu. Đến tối tôi sẽ khám lại cho cô một lần nữa. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ừ. Dì. Dì sao rồi? Dì thấy trong người sao rồi? Ừ, chắc là thuốc ngấm nên cũng mất bớt rồi con. Con đang làm việc hả? Đi về làm đi con. Dạ, thôi mà, được rồi dì. Con đó, cô đã nói là không có điện cho tụi nó. Dạ, tại lúc đó con sợ quá. Mà trong điện thoại con chỉ lưu số Phương thôi. Cho nên chị xin lỗi nha, chị không biết em bận. Nè chị, em dặn nha. Từ giờ trở đi mà dì em có bị cái gì á, là lập tức gọi điện thoại cho em liền. Dì á, suốt ngày cứ giấu tụi con hoài à. Nhớ nha chị. Thôi, cô cũng ổn rồi. Bây giờ con về bán hết bữa nay, rồi dọn dẹp quán giùm cô. Để khi nào cô xuất viện thì mở cửa bán lại. Dạ, để con về dọn dẹp. Thôi, chị về luôn nha Phương. Dạ. Con về đi ha. Dạ. Phương à, thôi con về làm việc đi. Dì ở đây có y tá bác sĩ rồi. Thôi mà, bây giờ dì còn đau nè, chưa cứ cử động được, làm sao mà con về chứ. Con phải ở đây để chăm sóc cho dì nữa. Trời. Dì đừng có lo nha, để con gọi điện cho mẹ con, thu xếp công việc cho con cũng được mà. Mẹ nghe nè con. Dạ, mẹ mẹ. Xin lỗi mẹ, con đi gấp quá. Mẹ, mẹ xin lỗi ekip giùm con một tiếng nha. Nếu được, hay là mẹ nói họ ngày khác chụp bù được không mẹ? Trời đất ơi, con sao vậy? Con biết bao nhiêu người chờ con. Mà con bỏ đi một nước vậy, rồi bây giờ phải dời lại như vậy nữa. Con có biết là mẹ lạy lục xin lỗi người ta nãy giờ không? Con xin lỗi. Bây giờ dì cũng tạm ổn rồi mẹ. Hay là để con điện cho chị ba vô với dì, xong rồi con chạy về con chụp tiếp được không mẹ? Thôi. Con có biết á, là lúc mà con chạy đi á, là mẹ biết là con sẽ ở bệnh viện, cho nên là mẹ nói với người ta là thông cảm dời qua 2 giờ chiều rồi. Mai mốt con được làm những việc theo cảm tính như vậy, lỡ đâu con gặp mấy người khó tính là người ta cắt con luôn đó, hiểu không? Con biết rồi, con sẽ rút kinh nghiệm. Con cảm ơn mẹ. Thiệt tình, con là con của mẹ cho nên là mẹ phải lo cho con vậy đó. Mẹ thấy bây giờ mẹ ghen tị với bả ghê luôn vậy đó. Không biết á, mai mốt á, thí dụ mà mẹ có bị gì á, không biết con có hết lòng với mẹ vậy không nữa. Mẹ, mẹ đừng có nghĩ như vậy mà. Mẹ với dì con đều thương giống như nhau hết á. Thì đó, mẹ nói giỡn vậy thôi à. Ủa, vậy lại giờ con ở trỏng với bả luôn hay sao? Dạ, bây giờ dì bớt rồi. Nhưng mà dì còn nằm đây nè, chưa cử động được. Để con gọi điện cho chị ba. Có gì con sẽ báo với mẹ sau nha. Dạ, bye mẹ. Con, lại cô nói. Dạ, có gì không cô? Con, bây giờ con Phương nó bận quá, nó về không kịp, hay là con nói với ekip dời lại 2 giờ trưa mai được không? Dạ, chắc phải vậy rồi cô. Xin lỗi nha con. Dạ. Mọi người ơi, bây giờ off, 2 giờ chiều mai làm tiếp mọi người ơi. Dạ, có em ở bệnh viện với dì rồi. Có gì chị ba về nhà lấy đồ cho dì, rồi chạy vô bệnh viện luôn nha. Ừ, vậy chị ghé về nhà trước,
Rồi à, chị vô. Dạ. Xong hết rồi đó dì. Còn nhỏ này. Còn bóp chân cho dì nha. Dạ, chào tổng giám đốc. Ừ, có chuyện gì? Chào sếp. Dạ, tôi có việc gia đình nên xin phép về. Tối nay tôi sẽ không ở lại làm việc được. Sếp đừng lo, tôi sẽ cố gắng hoàn thành xong công việc rồi gửi sếp sáng ngày mai. Ừ, thôi, cô về đi. Dạ, cảm ơn sếp. Chào tổng giám đốc. Ừ. Chị Trang đã được bổ nhiệm thay thế chức phó tổng của sếp Toàn. Con nghĩ dự án này nên để bên chị Trang thực hiện, sao lại đưa qua bên con? Sau khi xem xét, chắc là thấy dự án này khó nên mới có ý định nhờ thêm sự hỗ trợ bên con. Vì bên đó cũng đang triển khai dự án của cô Trang, chủ tịch thấy như vậy cho nên quyết định giao cho con. Đây vừa là thử thách vừa là cơ hội cho con đó. Nếu dự án này thuận lợi thì bản kế hoạch lúc trước của con càng có nhiều hy vọng rồi đó. Nhưng mà con được biết bên phía sếp Toàn ngày xưa cũng tốn rất nhiều thời gian, nhưng mà không có được thỏa thuận đền bù với các hộ dân, cho nên mới chưa thể triển khai. Là do giá thành hay là sao chú? Dù giá đất bên đó đang sốt, nhưng mà bên mình cũng đã đạt được thỏa thuận giá cả với các hộ dân bên đó rồi. Chỉ duy nhất còn một hộ ở khu vực trung tâm, nhất định không chịu di dời. Nhưng mà sao lại như vậy được? Hay là có ai đó tác động cho nên họ muốn làm khó mình? Cái này thì chú cũng không rõ. Ngày mai khi bàn giao thì con cứ nói chuyện cụ thể với người bên sếp Toàn đi. Dạ, con biết rồi. Con cố gắng lên. Dù là bị đình chức, nhưng mà chủ tịch vẫn chừa cho Hải một con đường quay về. Nhưng con đường này cũng khá hẹp. Trừ khi Hải có bước đột phá thì Hải mới có thể danh chánh ngôn thuận mà quay về. Dạ, con biết rồi. Ừ. Mà tối nay Vi về chơi hả chú? À, nói về chơi vài ngày thôi. Ngày mai cô chú và con Vi sẽ qua đám giỗ mẹ con. Dạ. Cũng lâu rồi hai bên gia đình mình chưa có dịp nào ngồi lại với nhau. À, sao rồi? Nó có chịu xuống ăn cơm không? Dạ, cô Tú nói á, là nếu mà ông chủ không cho cô Tú với cậu Kiệt quen nhau á, là cổ tiệt thật á. Cứ kệ nó, đừng có giở chiêu này với tôi. Tôi không nhân nhượng với nó đâu. Dạ, thật ra là ông chủ yên tâm đi. Lúc nãy tôi dọn phòng á, trong tủ của cô Tú á, là bánh kẹo đầy luôn. Nên cổ nói tuyệt thật á, ông cũng đừng có lo cổ đói. Đó giờ á, nó muốn cái gì mà tôi không cho nó là nó đòi tuyệt thật. Nhưng lần này tôi sẽ không nhân nhượng nó nữa. Cứ để cho nó nhịn đi. Ông à, nhưng mà tại sao chỉ vì cô Tú yêu người đó mà ông lại khó chịu như vậy? Cô nghĩ coi, cái thằng đó nó chiều chuộng con Tú đến mức đang làm việc mà nó nói láo với tôi là có việc gia đình gấp để đi Vũng Tàu với con Tú. Ai biết tụi nó ra ngoài đó làm gì chứ? Chẳng lẽ là vì chuyện đó mà ông chủ lại giận như vậy sao? Tôi thấy đám trẻ bây giờ tụi nó sống thử ở ngoài đài luôn á. Bình thường mà ông chủ. Chính vì cái thằng đó nó quá chiều chuộng con Tú, tôi càng thấy rõ ý đồ của nó. Nó thích con Tú vì con Tú là con gái của giám đốc, có lợi cho con đường sự nghiệp của nó. Tôi thấy là nó không thật lòng với con Tú đâu. Nhưng mà việc gì cũng phải từ từ chứ ông chủ. Tính cô Tú á, từ đó tới giờ ngang ngược. Bây giờ nếu mà ông chủ làm căng quá, không khéo của bỏ nhà đi thì sao hả ông? Cứ để cho nó đi. Để tôi coi cái thằng kia giở trò gì. Gọi điện cho anh có chuyện gì vậy? Anh Hai à, chị đang bị thoát vị đĩa đệm, đang nằm trong bệnh viện nè. Anh Hai về nhà chưa? Nếu mà về rồi á thì chạy vô đây đi, thăm dì đi anh Hai. Anh mới vừa về, anh có nghe mẹ nói rồi. Anh kỳ thiệt á, nghe mẹ nói như vậy mà còn chịu vô bệnh viện thăm dì nữa. Nè, bà đâu có gì nghiêm trọng, khi nào sắp xếp được thì anh ghé thăm. Anh vậy cũng gần mà. Anh Hai, từ nhà vô bệnh viện cũng gần mà. Anh tính thoái thác không vô chứ gì? Dì lo cho tụi mình từ nhỏ cho tới bây giờ. Dì cực khổ biết bao nhiêu. Cho nên cái lưng dì bây giờ mới đau như vậy đó. Anh đừng có vô tình quá. Thôi, anh đang bận nha, có gì nói chuyện sau. Nè anh Hai. Anh
Thấy em anh không vui hay sao mà mặt anh đơ ra vậy? Không phải. Tại vì em tới bất ngờ quá. Sau báo trước anh qua đón. Thì anh nói anh ở nhà cả ngày mà. Em phải qua bất ngờ coi anh có nói xạo em không. Anh ở nhà apply hồ sơ vô một số công ty nè. Có đi đâu khỏi nhà đâu. Vô trong đi. Mẹ. Ủa Tú. Dạ. Con tới chơi hả con? Ngồi đi con, ngồi ăn cơm luôn nha. Dạ. Con lấy em. Thêm cái chén con. Lấy dạ. Thêm cái chén. Tối nay con ngủ ở đây luôn nha bác. Ủa nè, sao rồi ngủ đây? Em ở tạm vài bữa trong lúc tìm thuê nhà riêng. À, ngày mai á anh á đi qua dọn đồ cho em nha. Chứ nhiều đồ quá em dọn không có hết. Con, bộ có chuyện gì sao con? Ba con nhất quyết á là không cho con với anh Kiệt quen nhau. Con đã nói với ba á là con sẽ bỏ nhà đi thì con sẽ bỏ nhà đi, chứ không á là ba tưởng con hù ba không à. Nè, hay là em từ từ đi, đợi chú ba bớt nóng. Em đang đấu tranh cho tình yêu của tụi mình mà anh nói từ từ hả? Anh sợ em dọn ra ở riêng một mình không quen rồi bất tiện đủ thứ nữa. Có gì đâu mà bất tiện. Anh á dọn qua ở với em luôn. Lúc đó tụi mình có nhiều thời gian dành cho nhau. Như vậy sao được con? Dạ sao không được? Chưa có cưới hỏi gì tự nhiên bây giờ sống chung với nhau, người ta nói ra nói vô sao được con? Trời đất ơi, thời đại nào rồi mà bác còn cổ hủ quá vậy? Không phải đâu con, bác đi đây đi đó nhiều, mấy cái vụ sống thử của mấy đứa trẻ bác cũng thấy bình thường thôi. Nhưng mà bác sợ người thiệt thòi là con đó, chứ thằng Kiệt thì nó đâu có ảnh hưởng gì. Bác cũng có hai đứa con gái mà. Thôi bây giờ vậy nè, tối nay con tạm thời ở đây đi, rồi ngày mai á bác sẽ nhờ dì Diệu của thằng Kiệt nói giúp với ba con nha. Nhưng mà sao mẹ nhờ bà? Thì đúng rồi, dì Diệu của anh Kiệt là ai mà bà nói được với ba con? Là vậy, bác có khoảng thời gian đi xa 20 năm, anh em thằng Kiệt là do dì Diệu chăm sóc. Dì Diệu á là bạn rất thân với ba của con, nhờ dì nói giúp biết đâu ba con đồng ý. Sao anh chưa nói gì với em hết vậy? Anh không thích mấy mối quan hệ tình cảm này nọ ảnh hưởng tới công việc, cho nên anh không nói với ba của em. Thôi bây giờ vậy nè, bác tính vậy nha, ngày mai á bác với con về bên nhà con nói chuyện với ba con trước, con có chịu không? Dạ vậy cũng được. Nếu lúc đó mà ba con không chịu á thì dù sao cũng có bác phụ với anh Kiệt dọn đồ cho con luôn. Con khỏi mất công dọn. Mẹ dọn đồ cho nó. À thôi thôi thôi, bây giờ vậy nè, bây giờ ăn cơm luôn nha. Hay là con muốn ăn nhà hàng? Thằng Kiệt nó đưa con đi nha. Thôi khỏi đi, con ăn cơm luôn. Chứ từ tối qua tới giờ con ăn được có vài miếng bánh nè. Sao mà tối qua giờ không ăn gì hết trơn vậy? Em tuyệt thực để ba chấp nhận mối quan hệ của tụi mình. Hả? Mà em thấy nha, em làm biết bao nhiêu là chuyện mà anh không có hành động gì hết trơn vậy? Đâu có con, thằng Kiệt nó cũng mất ăn mất ngủ đó. Hồi nãy á bác ép mãi nó mới chịu xuống đây ăn cơm đó. Thì anh cũng đang nghĩ cách để thuyết phục ba em nè. Tạm tha cho anh đó. Thôi ăn cơm đi con. Dạ. Ăn đi con. Dạ. Dạ. Ăn đi. Bây giờ sức khỏe của chị bắt đầu lên tiếng rồi đó. Chị bớt làm lại đi. Cậu, tụi con nói hoài à, tụi con kêu dì hãy sang quán phở đi mà dì nhất quyết không chịu. Dì ơi, dì nghe lời tụi con đi. Bây giờ tụi con đứa nào cũng lớn rồi, đi làm có tiền hết rồi, tụi con có thể lo được cho dì mà. Dì cũng đâu bị nặng lắm đâu, dì sẽ bớt làm việc lại. Mai mốt dì chỉ nấu thôi rồi cho nhân viên bán. Quán phở là tâm huyết của dì tụi con, dễ gì mà dì chịu sáng. Dì tụi con tính để lại cho con cháu sau này, nhưng mà bây giờ coi bộ không có đứa nào kế nghiệp chị rồi. Thì chị cũng còn khỏe mà, để từ từ biết đâu tìm được người nào đó có duyên tiếp tục kinh doanh quán phở. Chứ bây giờ mà bắt chị nghỉ ở nhà, có khi chị buồn rồi sinh ra đủ thứ bệnh. Thôi đi, vậy tụi con không ép gì nữa, nhưng mà dì hứa với con rồi đó nha, dì phải làm ít lại á. Rồi bây giờ tụi con cũng lớn rồi, dì chỉ muốn tiếp tục để quán không bị người ta lãng quên thôi, chứ đâu phải vì tiền bạc như hồi xưa. À,
Dạ. Thằng Kiệt nó biết dì Diệu nằm bệnh viện chưa con? Dạ. Để lát nữa đi ha. Để lát nữa con điện thoại cho anh hai. Ừ, thôi. Nó bận công chuyện, điện thoại nó làm gì? Ông á, tối ngày cứ bên cháu ông không à. Bận gì thì bận, ghé thăm chị Diệu chút có sao đâu. Không lẽ em có thời gian? Thôi, mai mốt có gì nó ghé thăm chị sao? Chị cũng đâu có bị gì nghiêm trọng đâu. Chị lúc nào cũng lo nghĩ cho nó, không biết tới bao giờ nó mới biết thương chị nữa. Thôi dưỡng sữa đi dì. Chén bát mẹ rửa xong hết rồi, bây giờ mình ăn trái cây tráng miệng nha. Con mang lên trên nhà ăn rồi coi tivi nha. Ừ. Mẹ, cái này sao? Thôi kệ nó đi, từ nhỏ nó quen vậy rồi mà. Mẹ không sao hết. Nè con, mẹ thấy ông Quý á có vẻ rất là cương quyết đó nha. Con với con Tú mà sống chung với nhau, ổng càng ác cảm thêm với con đó. Mẹ tính vậy nè, sáng mai á, mẹ sẽ cùng con Tú về nhà bên đó, còn con á, tranh thủ vô thăm bà Diệu đi nha. Mẹ à, làm vậy có được không? Lúc trước con cũng nói với mẹ rồi, sợ gì con cũng muốn nhận ngỗng. Tại hồi xưa ông không có ấn tượng tốt với con, con cũng hay tỏ thái độ khi gặp ổng nữa. Con chỉ sợ càng tệ hơn thôi. Lúc đó con còn nhỏ mà. Bây giờ con cứ làm theo kế hoạch của mẹ đi nha. Dạ. Lucky that we are not just and hired just from the world. Em, xem phim gì vậy? You knew this. Sao anh lên tay không vậy? Nhà không có nước trái cây hả? Uống nước lọc hoài sao em chịu nổi? Xuống lấy cho em miếng nước ngọt đi. Grab the key, you go back to Port Royal and save your bonnie last. Để lỡ, lấy đi. Let me see your hand. Đi. Ủa, sao anh còn đứng đó? Lẹ lên. Dạ, cô ngồi uống nước chơi. Tôi nói ông chủ rồi, ông chủ xuống liền á. À, dạ, bà cô uống nước. Em, nhà này chắc xây chưa lâu đâu ha. Dạ, từ khi ông chủ về Việt Nam mở công ty á, xây cái nhà này lên rồi đón cô Tú về ở luôn á. À, vậy đó hả? Cảm ơn em nha. Dạ. Ông chủ. À. Chào anh. Dạ, chào chị. Chị ngồi đi. Dạ. À, tôi có nghe con Tú nói chị là mẹ của thằng Kiệt. À, dạ. Tôi cũng biết mục đích của chị đến đây. Sẵn tôi nói thẳng luôn, tôi chỉ có một đứa con gái, tôi không thể để nó lấy một người chồng không thật lòng với nó. Ôi trời đất ơi, chắc là có hiểu lầm gì đúng không anh? Chứ tôi biết tính thằng Kiệt mà, nó không bao giờ lợi dụng ai hết á. Nếu không thì ngay từ lần đầu nó đi phỏng vấn á, nó đã nhận là có quen biết với anh rồi. Thì bây giờ là sao? Anh biết chị Diệu, chủ quán phở ở Vĩnh Phong chứ? Chỉ là bạn của tôi. Cũng là dì của thằng Kiệt đó anh. Hình như ba đứa con của Diệu, thằng con trai lớn tên Kiệt, cũng đi du học nước ngoài. Dạ, dạ đúng rồi, là nó đó anh. Thật ra 20 năm trước vì hoàn cảnh khó khăn, tôi mới phải bôn ba xứ người, để lại các con tôi cho chị Diệu chăm sóc. Thằng Kiệt nó có nói với tôi là ngay từ ngày đầu đi phỏng vấn nó đã nhận ra anh rồi, nhưng mà nó không có nói cho anh biết, cũng không cho chị Diệu biết. Nó không thích vì chuyện riêng tư của nó mà dính dáng đến công việc. Thì ra là nó. Tôi nhớ lúc nhỏ nó rất là bướng, Diệu cũng hao tâm tổn sức cho nó nhiều lắm. À, dạ, cái đó là lúc nhỏ. Trời ơi, bây giờ nó đổi tánh rồi, nó trưởng thành rồi anh à. Tánh tình thay đổi nhiều lắm. Mà thật ra thì cũng nhờ chị Diệu chứ dạy dỗ, cho nên tôi cảm thấy tôi mang ơn chị nhiều lắm anh à. Đáng lẽ hôm nay tôi dẫn nó qua để nói chuyện với anh đó chứ. Nhưng mà hồi sáng này nè, nó nghe mấy đứa em của nó nói là chị Diệu chỉ nhập viện. Cho nên là nó chạy vô bệnh viện để thăm chị đó anh à. Ủa Diệu, Diệu bị gì? Có nặng lắm không chị? Tôi nghe nói là bị
thoát gì đĩa đệm. Tôi cũng định dẫn con Tú về nói chuyện với anh, rồi tôi tới tôi thăm chị luôn đó anh. Chị cực khổ với tụi nhỏ mấy chục năm nay cho nên mới bệnh như vậy đó anh à. Dì Thu mới gọi điện cho con nói là hôm nay dì mua được lương ngon lắm. Trưa dì sẽ nấu cháo đậu xanh đem vô cho dì, kêu con đừng có nấu cơm chua cho dì nữa. Thiệt tình, dì đâu có phải suy nhược vậy đâu mà bồi bổ mấy cái thứ đó. Trời ơi, còn nói vậy nữa. Dì à, cho dù dì không có suy nhược á, dì cũng phải tẩm bổ thêm nữa. Đặc biệt á, là dì phải ăn nhiều những cái món chứa canxi. Chị ba con á, chị đã lên sẵn thực đơn cho dì khi mà dì xuất viện rồi đó. Trời đất, hai đứa con làm quá đi anh ca. Sao không lo, tụi con phải lo cho dì, để mai mốt dì còn khỏe mạnh sống lâu với tụi con nữa chứ, phải không? Đúng rồi, dì ăn thử coi cam ngọt không dì. Ừ, ngọt lắm con. Dạ. Ủa, anh hai. Gì? Anh hai. Em biết thế nào anh hai cũng tới mà. Đây, đưa cho em. Dì đỡ chưa? Dì cũng đỡ rồi con. Nằm ít ngày thiệt hết rồi xuất viện à. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Dì, ở đó mà không nghiêm trọng. Dì đó, cứ lo làm không à. Không chịu nghe lời bác sĩ gì hết. Mai mốt mà bị nặng hơn là dì phải phẫu thuật luôn đó. Trời ơi, con nè. Dì lớn tuổi rồi, bớt làm đi, lo cho sức khỏe của mình nữa. Dì biết rồi, sau đợt này dì sẽ chú ý sức khỏe hơn. Tôi ra ngoài cái điện thoại. Dì, dì thấy anh hai con lo cho dì ghê chưa? Mai mốt dì không được buồn nữa nha dì. Nè. Dạ. Hai đứa tụi con ép anh hai tới hay là dì thu chửi nó? Dạ không có đâu dì, anh hai tự tới đó. Dì biết đâu á, anh hai ngoài miệng như vậy chứ trong lòng cũng thương dì giống như hai chị em con vậy. Đúng đó dì. Con nghe nè mẹ. Chắc ông sẽ tranh thủ qua thăm bà nhiều, nói chuyện với bà. Con cứ kiếm cớ ở lại chăm sóc bà đi. Con biết rồi. Vậy thôi nha mẹ. Phương, ăn cam không? Ngọt lắm đó. Hôm qua nay tôi có việc bận cho nên không tới thăm dì liền được. Có gì đâu con. Lúc này con sao rồi? Công việc của con ổn không? Tôi nghỉ việc rồi. Anh hai nghỉ việc rồi hả? Ủa sao không biết gì hết trơn vậy? Em đi suốt mà, có gặp em đâu mà nói. Anh chỉ nói với mẹ thôi. Sao tự nhiên anh hai lại nghỉ việc? Lúc trước anh hai nói là công việc ổn lắm mà. Tại vì chú Quý không muốn anh quen với Tú. Người yêu của con là con Tú, con của chú Quý hả? Đúng vậy. Chú Quý nghĩ tôi lợi dụng Tú cho nên không cho tôi với Tú quen nhau, ép tôi phải nghỉ việc. Anh hai, em thấy anh với chị Tú không hợp đâu. Biết đâu như vậy tốt thì sao? Anh hai, đúng đó. Anh hai mà cưới bà đó về hả, thì đúng là em là bà nội của anh luôn. Coi kìa, hai cái đứa này nói gì kỳ vậy con? Chị, con nói thiệt đó. Bà đó vừa chảnh chẹ mà còn ngang ngược nữa. Bà còn nói mai mốt mà về nhà sẽ dạy dỗ hai chị em con á. Anh hai, anh phải cưới người nào mà anh hai thật sự yêu thì mới được chứ. Tuy là Tú tính tình tiểu thư ngang bướng, nhưng mà đây là chuyện tình cảm của tụi anh, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Hai đứa cũng giống như chú Quý, chỉ là người ngoài, sao biết hết được, đừng đánh giá này nọ nữa. Thật ra dì biết con làm việc ở công ty chú Quý lâu rồi, nhưng mà dì không có nói với chú. Tại con Phương nó sợ dì lo cho nên nó mới nói cho dì biết. Kìa, con thật lòng yêu con Tú hả?
Phải. Cho dù chú Quyến có ngăn cản ra sao, tôi và Tú cũng quyết định ở bên nhau. Chuyện của tôi tự giải quyết được rồi. Dì đừng bận tâm, dì cứ lo nghỉ ngơi đi. Qua này hai đứa ở với dì chắc cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Để anh ở lại chăm sóc dì cho. Tụi em đâu có mệt đâu mà anh hay lo vậy. Nè, em còn phải về nhà chuẩn bị để chiều chụp hình mà. Em nhớ không? Chị còn phải về nhà để dọn dẹp nữa. Anh hai ở lại với dì nha. Em dọn dẹp xong rồi em chạy vô đây thay ca cho anh hai. Mình về. Đúng rồi ha. Đúng rồi. Dì ơi, con phải về chụp hình nữa. Hay là để anh hai ở đây với dì chăm sóc cho dì ha. Đi. Mình về. Thôi tụi con về. Tụi em về nhanh hai. Em để đây anh cho dì ăn cam nha. Nè chị, tụi con đi trước nha. Thì bye bye anh về. Hai, thưa dì con về. Chắc tụi nó tính để cho con với dì có thời gian nói chuyện với nhau. Thôi, con có việc thì cứ về đi. Dì ở đây cũng có bác sĩ y tá rồi. Tôi đang nghĩ gì, không có sao đâu. Dì nằm nghỉ đi. Tôi ra ngoài hành lang, có chuyện gì á thì dì cứ gọi tôi. Khi nào tôi nói vô á thì tôi đi về. Dì nằm nghỉ đi. Mọi người đang đợi bì đó, sắp tới chưa? Vợ chồng con có việc bận rồi. Thôi để tối đi. Tối con về rồi con thắp nhang sao hả? Đám dỗ chị mày, mà mày cũng lo đi chơi không ghé được là sao? Trời đất ơi là ba. Con đã nói là tối con ghé con đốt nhang. Ghé qua chủ yếu là đốt nhang. Chứ có ăn uống gì đâu mà ba cứ càm ràm hoài. Thôi vậy nha ba. Nhưng mà khổ ông già thiệt. Chị thì chị chứ. Thằng Hải nó không tới hả chú? Nó nói nó bận. Tối hai vợ chồng nó ghé đốt nhang sao? Đúng là hết đói nổi. Dạ ngoại, dạ mời cô chú. Con mời mọi người vô dùng cơm. Thôi, mình vô ăn đi. Dạ. Dạ. Con sẽ bảo vệ luận văn tốt nghiệp của con. Mới đây mà nhanh quá. Mà con định về nước làm hay là ở bên đó? Dạ, con tính về đây làm ở bên ngân hàng của mẹ con nè. Dạ, bên nhà con cũng đơn chiếc, cho nên con định cho nó về làm để tập quen dần. Để sau này con có về hưu thì nó thay con điều hành ngân hàng. Con tính vậy đúng đó. Dẫn dắt từ từ cho nó. Dạ. Quân, cô nghe chú nói con vừa được thăng chức hả? Chúc mừng con nha. Dạ. Thăng chức mà không nói gì cho em biết hết vậy? Là do ngoại tin tưởng anh. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, thiệt sự ra con còn phải cố gắng nhiều lắm. Con á, thiệt là khiêm tốn ghê à. Dạ, cảm ơn mẹ. Rồi con tính khi nào cho cô chú uống rượu mừng đây? Dạ, tạm thời con chưa suy nghĩ tới chuyện đó đâu cô.
Con cũng gần 30 rồi còn gì. Lập gia đình sớm thì đỡ phung phí thời gian cho mấy cái yêu đương dớ dẫn. Ông ngoại con nói đúng đó nha. Đàn ông ngoài chuyện xem trọng sự nghiệp thì gia đình cũng quan trọng không kém. Ngày xưa chú cũng như con vậy, ham chơi. Tới chừng lập gia đình rồi mới thấy lúc trước mình thiệt là nông nổi. Hay quá, còn khoe nữa. Anh, em thấy anh á phải bắt chước ba em kìa. Phải tìm một người vợ thiệt là dữ để quản được ba em giống như mẹ của em á. Con đang khen mẹ đó hả? Dạ, đương nhiên mẹ con là nhất rồi, phải không ba? Đúng đó. Ông mong là thằng Quân á nó tìm được người giữ như mẹ con để quản nó. Chú này, chú cũng chọc con nữa. Thôi, mời, mời mọi người. Dạ, 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 mời. Dạ, dạ con mời. Đúng. Chú Quý tới thăm dì nè. Dì à, thôi anh Quý, dì cứ nằm đi để con đang giường lên cho. Được rồi con. Chú ngồi à? À, dì thấy sao rồi? Đỡ nhiều chưa? Dạ, chỉ đau cái lưng thôi anh, cũng không có gì nghiêm trọng hết. À, hồi sáng chị Tuyết, mẹ của thằng Kiệt, dẫn con Tú về nói chuyện với tôi. Nên tôi mới biết Diệu bị bệnh. Dạ, tôi cũng có nghe thằng Kiệt, nó nói chuyện của nó với con Tú. Chú với dì nói chuyện, con ra ngoài nha. Ừ. Nói chuyện với chị Tuyết, tôi mới biết nó là thằng Kiệt. Nó lớn quá, tôi cũng không nhận ra nó nữa. Chị Tuyết cũng nói với tôi là nó biết tôi, nhưng không nhận. Sẵn đây, tôi cũng nói với Diệu luôn. Tôi thật sự rất quý Diệu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Tôi không muốn con gái tôi bị người khác lợi dụng tình cảm, rồi sau này làm tổn thương nó. Diệu cũng từng nghe tôi kể về con Tú. Tôi không tin thằng Kiệt thích nó thật lòng. Tôi cũng có nghe hai đứa em của thằng Kiệt nói về con Tú. Tuy tôi không sinh ra thằng Kiệt, nhưng thật sự tôi cũng hiểu được phần nào tính cách của nó. Cũng có thể nó thấy con Tú là tiểu thư giàu có. Nhưng tôi nghĩ là nó có tình cảm thật sự với con Tú. Tính thằng Kiệt rất bướng. Nó sẽ không vì bất cứ điều gì mà chịu đựng người nó không thích đâu anh. Tôi nghĩ thằng Kiệt do Diệu dạy dỗ, chắc cũng không phải là đứa tệ lắm đâu. Con Tú nó cũng bướng lắm. Tạm thời tôi sẽ cho tụi nó qua lại. Dạ. Sẵn đó tôi tìm hiểu thêm về thằng Kiệt. Dạ, cảm ơn anh. Vậy thôi, Diệu giữ gìn sức khỏe. Khi nào có dịp tôi ghé thăm Diệu. Dạ, anh về. Ủa, anh Quý tới thăm chị Diệu hả? Dạ, con chào chú. Lâu quá rồi không gặp. Chị khỏe không? Dạ, mà em cũng nghe chị Diệu nhắc tới anh nhiều lắm mà chưa có dịp gặp nhau. Tại tôi bận quá, lâu lâu mới ghé quán phở để thăm Diệu. Dạ. Thôi, bây giờ tôi phải về rồi, có dịp gặp lại. Dạ, chào anh nha. Chú sẽ cho hai đứa tiếp tục hẹn hò. Mong rằng con không làm chú thất vọng.
Còn công việc, nếu con muốn, ngày mai con trở lại công ty làm. Còn không muốn làm với chú nữa thì tùy con. Dạ, con cảm ơn chú chấp nhận cho con với Tú quen nhau. Ngày mai con nhất định sẽ đi làm lại. Con muốn tiếp tục những gì còn dở dang, góp sức cho công ty. Ừ. Thôi chú về. Dạ. Gì? Dì thuyết phục chú Quý giúp anh hai hả? Không có. Dì với chú chỉ nói chuyện thôi. Kìa kìa, chú Quý rất là thương con Tú. Mấy chuyện tình cảm không phải là chuyện có thể đem ra đùa giỡn toan tính được. Con nên đi lên bằng chính thực lực của mình. Con hãy suy nghĩ kỹ về mối quan hệ với con Tú, để tránh những chuyện không hay về sau nha con. Tôi tự biết mình phải làm gì rồi, không cần gì bận tâm đâu. Con Thư vô rồi, tôi về đi. Chào dì. Dì, dì đừng có giận anh hai nha dì. Dì biết tính nó mà. Dạ, dì Thu mới nấu cháo xong, để con lấy cháo cho dì ăn nha. Ừ. Lấy đi con. Dạ. Em thiệt, nấu chi cho cực khổ vậy? Chị tốt với em từ đó tới giờ mà. Bây giờ chị bệnh, em phải chăm sóc cho chị chứ. Nấu cháo có bao nhiêu thời gian đâu. Lúc nãy em cũng có gặp thằng Kiệt ở ngoài kia. Em cũng nghe nó với con Thư nè, nói sơ sơ rồi. Tánh của em có sao nói vậy. Coi chừng chị bị thằng Kiệt nó lợi dụng đó. Chắc nó nhờ chị nói giúp với ông Quý nên làm bộ tới thăm chị. Chứ hôm qua nó có thèm vô đâu. Thư. Dạ. Con thấy gì nói đúng tim đen đó không? Dạ. Thấy anh Quý tới chị cũng đoán được rồi. Chứ làm gì mà tự nhiên nó chịu ở lại với chị. Nhưng mà thôi, chỉ cần giúp được nó chị cũng thấy yên lòng. Chị chỉ mong là nó sẽ nghe lời khuyên của chị. Tối ngày chị cứ lo nghĩ cho nó không à. Sau này mà nó dám làm cái gì ảnh hưởng tới chị là em đánh nó mềm xương luôn. Trời đất, em này thiệt hung dữ quá. Dì ơi, ăn cháo đi dì. Anh biết là em không thích cái tính trăng qua của thằng Quân, nhưng mà anh làm việc với nó cũng mấy năm nay, cũng phần nào hiểu được con người của nó. Khi nó đã quyết định công khai với con Vi thì anh tin nó sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ này. Đàn ông mà em, ai mà không có thời gian chơi bời như anh ngày xưa vậy. Chỉ có về với em, bị em quản, anh mới không dám ho he miếng nào. Chứ không phải anh cũng muốn thằng Quân làm con rể của anh sao? Về rồi hả con? Dạ. Sao, mấy bữa nay đi làm sao? Có ổn không? Cũng ổn mẹ. Chắc ông cũng đang thăm dò con. Vậy đó hả? À, mẹ nghe con Phương nói bữa nay bà Diệu xuất viện. Tối nay nhà bên đó tổ chức tiệc ăn mừng. À, hay là con rủ con Tú qua đó, mẹ cũng qua đó với con luôn. Mẹ chịu qua đó sao? Phải chịu vậy chứ sao. Không phải con nói ông Quý đang thăm dò hay sao? Mình phải tạo quan hệ tốt với bà Diệu. Lần trước á, ổng chỉ gặp bà có một lần thôi mà ổng thay đổi liền vậy đó hả? Chứng tỏ bà rất có sức ảnh hưởng đối với ổng. Mẹ vì con cho nên mẹ cũng ráng vui vẻ bỏ qua chuyện ngày xưa với bà. Chứ thật lòng á, mẹ đâu có ưa. Dạ, con cảm ơn mẹ. Cái gì mà phải cảm ơn, tụi con là con của mẹ mà, mẹ phải lo cho tụi con chứ. Vậy để con gọi cho Tú nha. Ừ. Bộ con nhỏ đó ghê gớm lắm hả con? Dì không tin hả? Tới chị ba con mà. Chị hai. À, anh giới thiệu nha. Đây là dì Diệu, còn đây là cậu út của anh. Đó là dì Thu. Dì Thu là bạn thân của dì Diệu. Con chào mọi người. Còn hai đứa, thế chị sao không chào? Em chào chị. Xin lỗi chị nha, tại vì anh hai đang giới thiệu á, em không có tiện nhảy vô họng mà chào chị. Dạ chào chị Tú. Mọi người vô dùng cơm luôn đi. Mẹ, mẹ qua đây ngồi nè. Ủa,
cái bàn chút xíu vậy. Bao nhiêu đây người ngồi rồi, con ngồi đâu? Em ngồi đâu? À, nhà mình đông người, ngồi ăn chung vậy mới thân mật em. À, tại vì cái bàn này nó cũng hơi nhỏ. Nhưng mà đây là nhà dì Diệu, mình là khách mà con ha. Bình thường nhà dì có mấy người nên dì cũng không có mua cái bàn ăn lớn làm chi. Để ít bữa nữa dì đổi cái mới lớn hơn, mai mốt mấy đứa con kết hôn rồi sanh con thêm bao nhiêu thành viên nữa. Đúng rồi đó, tới chừng đó gia đình mình chắc cũng hơn cả chục người. Thôi mọi người ngồi vào bàn đi. Vậy bây giờ em ngồi ở đâu nè? À, chị ngồi đây đi. À, con ngồi ở chỗ gì nè, ngồi đây. Ủa, của em. Con ngồi đi, con ngồi đi con. Trời ơi, mấy cái món này toàn là dầu mỡ không à, ngán muốn chết luôn. Rồi lẩu gì mà toàn là rau không à. Thôi mọi người ăn đi, mấy cái món này không có hợp khẩu vị với con uống nước lọc được rồi. Tại con tới bất ngờ quá, dì cũng không kịp hỏi thằng Kiệt là con thích ăn món gì để dì chuẩn bị. Thôi hay lần sau đi, con tới dì sẽ làm món mà con thích. Thôi 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 khỏi đi dì, mấy cái món mà con thích á dì cũng chưa chắc là nấu được đâu. Mà con thấy á, mai mốt á, mấy cái buổi họp mặt như vậy nè, mình cứ rủ nhau đi ăn nhà hàng đi, sang trọng lịch sự lại hợp khẩu vị nữa. Với lại từ đó tới giờ con không có thích ngồi ăn đông người theo kiểu truyền thống như vậy, nó ngột ngạt mà nó khó chịu lắm. Thôi con ơi, lâu lâu mọi người mới tụ họp thôi mà. Nếu mà con không thích á, mai mốt mình đi ăn buffet, không gian rộng, ai muốn ngồi đâu ngồi, đúng không con? Đâu có được chị. Chị hay nói gì kỳ vậy? Gia đình là phải ngồi ăn chung với nhau, tự nhiên mỗi người ngồi một chỗ, đâu còn gọi là gia đình nữa. Nè, nhà mình đông người lắm đó con, mai mốt mấy đứa em của con á, nó còn lập gia đình nữa, có con cháu còn đông hơn bây giờ nữa. Con nên tập quen dần đi, bữa cơm gia đình càng đông càng vui. Trời đất ơi, cậu nói gì vậy? Con lấy anh Kiệt thôi à, con đâu có lấy hết nhà chồng đâu mà cậu bắt con phải làm quen. Trời đất ơi. Nè em, sao em nói chuyện với cậu như vậy? Trời, em có làm sao em nói vậy thôi, không có làm bộ làm tịch. Bây giờ giả nai rồi mấy mốt về mới lộ cái mặt ra giống như mấy đứa khác. Nè, em nói trước nha, mai mốt em với anh mà lấy nhau rồi thì mình ở nhà riêng. Tiệc tùng nhà anh, em thích thì đi, không thích thì thôi. Anh đừng có mà ép em. Con nè, đúng là con cưới thằng Kiệt chứ không phải cưới gia đình chồng. Nhưng con phải nhớ, nhờ đâu mà có thằng Kiệt? Không có gia đình chồng của con sinh ra nó, chăm sóc cho nó, thì đâu ra chồng cho con, hả? Hồi nãy con có nghe anh Kiệt giới thiệu dì là bạn của gia đình anh Kiệt. Con thấy chắc dì cũng không có phước phần sinh ra và chăm sóc anh Kiệt lớn lên như vậy đâu hả dì hả? Con, dì đừng có mà thay lời gia đình muốn nói. Nè, chuyện gia đình của tôi không có tới lượt cô xen vô nha. Mẹ à, dì Thu mấy chục năm nay cũng quan tâm lo lắng cho tụi con, dì cũng giống như một thành viên trong gia đình mà. Con à, dì Thu nói đúng đó. Nếu con thương thằng Kiệt thì cũng nên thương mến hòa đồng với mấy anh chị em trong nhà, mọi người vui vẻ với nhau không phải là tốt hơn sao? Dì nói hay quá ha. Từ nãy tới giờ có ai thương mến hòa đồng với con chưa mà bắt con thương mến hòa đồng lại? Toàn là móc với mỉa không hả? Mẹ chồng con ngồi đây chưa lên tiếng, dì đâu phải là mẹ chồng của con đâu mà lên tiếng này nọ vậy. Nè, em nói cho chị biết nha, nếu mà như vậy á thì chị hãy coi lại bản thân của chị đi ha. Chị phải làm sao á mà cả gia đình không có ai hòa đồng nổi với chị hết á. Con, em nói cho chị biết nha, dì không phải là mẹ ruột của anh Kiệt, nhưng mà dì là người nuôi anh Kiệt đã 20 năm thì không khác gì là mẹ ruột đâu chị. Trời ơi con, sao con lại hổn với chị như vậy hả? Mẹ, em không ăn nữa, đi về. Cậu chưa bao giờ nghĩ cháu cậu là một thằng sợ vợ. Cái gì vậy? Sợ vợ cái gì? Bây giờ con Tú nó thấy không thoải mái thì thằng Kiệt nó tôn trọng, nó đưa bạn gái nó về cũng là chuyện bình thường. Đây đâu phải là nhà thằng Kiệt đâu. À, thôi con đưa bạn gái về đi. Tú, thôi con về đi, con về trước đi nha. Lát nữa mẹ đi taxi về được rồi. Đi, hai đứa về đi. Anh có đi không? Đi đi mà con. Dạ. Đi về.
Vậy con xin phép về trước. Anh hai này thiệt tình á. Thiệt gì mà thiệt, cái con nhỏ này. Em à, em. Lên xe đi. Cũng do cô mà ra hết. Để yên ổn mọi người ăn cơm là được rồi. Tại tôi bức xúc quá cho nên tôi mới lên tiếng. Mà bà cũng trơ trẽn vừa vừa thôi. Ham cái gia sản nhà kia mà không khuyến thằng Kỳ được một câu nữa. Còn nịnh nọt cái con hổn láo đó. Nè, cô câm miệng lại nha. Tôi nhắc lại, chuyện nhà tôi không cần cô xía vô. Mà nhà tôi cũng không bao giờ chấp nhận cái thứ đứng đường vô cô làm con dâu đâu. Mẹ à. Chị Hai. Mẹ. Bà không có quyền xỉ nhục người khác. Cái gì? Đúng, tôi từng đứng đường đó. Nhưng tôi không phải là loại người thiếu nhân cách, không biết xấu hổ như bà. Cô, tôi cũng nhắc lại lần cuối cho bà biết, giữa tôi với ông Phúc, trước đây, bây giờ và sau này không bao giờ có mối quan hệ nào hết. Được. Chị Thu, không nhớ đó. Chị Thu à. Chị Thu. Chị Thu à. Thu. Chị Thu. Chị Thu. Thu. Cậu, đi theo dì đi cậu. Thu, thôi mà. Thu. Mẹ, sao mẹ lại nói những lời tổn thương dì Thu như vậy? Tổn thương cái gì? Nó đứng đường thì mẹ nói nó đứng đường. Mẹ nói gì sai? Mẹ kỳ thiệt đó. Nè. Chị Hai, chị không có quyền sử dụng người ta như vậy. Mày. Em cảnh cáo chị mà còn nói người ta như vậy nữa, em sẽ không coi chị là chị nữa. Mày. Phương, đi về với mẹ, nhanh lên. Đi về với mẹ, đi. Con không về. Mẹ tự đi về trước đi. Nhưng con muốn ở lại với chị ba con. Bà hay lắm, bà ngon ngọt dụ dỗ. Hết tụi nhỏ bây giờ đến em trai của tôi. Tất cả đều đứng về phía bà, không coi tôi ra gì hết. Bà nên tự nhìn lại mình đi. Tôi cứ tưởng bà thay đổi, thật ra tôi đã lầm. Bà đừng có lên mặt dạy đời ở đây. Tôi thừa biết bà thủ đoạn, chuyên ném đá dấu tay như thế nào. Bà chờ đó, tôi sẽ làm cho cái bản mặt giả tạo nham hiểm của bà lộ ra, để cho mọi người biết bà xấu xa cỡ nào. Chờ đó. Anh sao vậy? Thái độ vậy là sao? Anh đưa em về nhà. Em nói đi ba mà. Anh làm cái gì vậy? Anh Kiệt. Em đi ba thì đi một mình đi. Anh không đi. Anh muốn gì đây? Em làm cái gì sai mà anh nặng nhẹ với em? Em quá đáng như vậy mà nói là em không sai hả? Bình thường á, chuyện gì anh cũng có thể chịu em. Nhưng đó là gia đình của anh. Em làm như vậy anh mất mặt lắm. Sau này người nhà anh có anh ra gì nữa? Anh dám nói em quá đáng hả? Hay là bây giờ anh có con nào rồi, muốn kiếm cớ chia tay hả? Nè, em đừng có ăn nói ngang ngược như vậy. Tôi ngang ngược như vậy đó. Anh không chịu được thì chia tay đi. Em. Anh có lên xe không? Tôi xin lỗi mà, tại chị Hai tôi không hiểu bà, cho nên nói mấy lời khó nghe như vậy.
Bà đừng giận mà. Tôi đã nói tôi với ông không có quan hệ gì hết đó. Ông đi về đi. Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay bà không hiểu được lòng tôi hả? Ông không nghe chị ông nói hả? Tôi là thứ đứng đường đó. Ông đừng có nói khùng nói điên ở đây nữa. Đi về đi. Tôi thiệt lòng, tôi không có để tâm đến quá khứ của bà đâu. Tôi biết bà cũng có tình cảm với tôi mà. Được rồi, tôi sẽ về nói chuyện với chị hai, không cho xúc phạm bà nữa. Cả đời này tôi không cưới bà được. Tôi sẽ không cưới ai hết. Tôi nói thiệt lòng đó Thu. Ông đừng có làm bộ làm tịch nha. Tôi không phải là cái 18-20 mà nghe những lời ngon ngọt của ông. Nghĩ sao? Nghĩ sao mà tôi đi thích mấy người có máu đỏ đen như ông hả? À, hay là thấy tôi có chút tiền, có nhà cửa, tính dụ dỗ tôi chứ gì? Đừng có mơ. Bà không hiểu tôi rồi. Tôi thật lòng với bà mà. Bây giờ cho dù bà có phá sản, bà không nhà không cửa, bà ra đường ở, tôi cũng ở ngoài đường với bà luôn. Ông nói điên nói khùng gì vậy hả? Đi về đi. Tôi không về. Tôi không về. Bà Thu, bà đừng đuổi tôi mà bà Thu. Thu, bà Thu, mở cửa đi bà Thu. Bà Thu ơi, mở cửa đi bà. Bà Thu, bà Thu, bà không ra tòa ở đây hoài luôn á. Bà Thu, bà Thu. Ông mà còn đứng đó nữa, tôi ra tôi đá ông bây giờ đó. Tôi không sợ, tôi chấp bà đá luôn. Bà có đá tôi vẫn cứ ở đây. Bà mở cửa đi bà Thu. Ông muốn thì cứ ở đó đi, tôi đi ngủ. Bà Thu, mở cửa đi bà Thu. Bà Thu ơi, bà không ra hả? Tôi đứng đây tôi chờ bà. Tôi đứng đây tôi chờ tới sáng luôn. Thách thức tôi hả? Tôi đứng mỏi lắm. Ngồi đi. Khổ cực bao nhiêu tôi trải qua rồi. Ba cái chuyện này chuyện nhỏ với tôi. Tôi ngồi không được, hỏi tôi mỏi tôi nằm tôi ngủ luôn. Làm gì được tôi? Dạ, em nghe nè chị. Em đã về tới nhà chưa? Dạ, em mới về tới. Nè, em đừng có để ý mấy lời của bà Tuyết nghe. Có lẽ bà chưa tiếp xúc nhiều với em, mới không hiểu em thôi. Em đâu có để tâm mấy lời của những loại người đó đâu chị. Chị đừng có lo cho em nha. Thu à, khoan, con Thư nó muốn nói chuyện với em nè. Dạ. Nè con. Dạ, dì Thu, con thay mặt mẹ con xin lỗi dì. Dì đừng buồn. Đừng có giận mẹ con nha. Dì không có sao đâu. Dì cũng mới nói với dì Diệu là dì không có để tâm tới mấy lời của mẹ con đâu. Nên là con đừng có ngại gì hết. Con nhắn với mẹ con. Dì không có tình ý gì với ông Phúc hết. Nói bả khỏi phải lo. Vậy nha con. Dì cũng mệt rồi, dì đi nghỉ đây. Dạ, dì nghỉ ngơi à. Ổng ra đây, tôi ở tới sáng cho bà coi. Trời, bà làm gì bà ác vậy? Trời lạnh bà tạt nó lên người tôi, sao tôi chịu nổi? Ông mà không về, tôi lấy nước giặt đồ tôi tạt ông bây giờ đó. Đi về đi. Nè bà Thu, bà nhìn đi, lỡ ướt hết rồi nè. Bà có lấy nước giặt đồ tôi không sợ nha, tôi không sợ. Tôi vẫn ở đây tới sáng, chừng nào bà ra ngoài đây tôi mới về. Ông chờ đó. Chắc tưởng sợ nước xào bông lắm. Chắc cuộc đời tôi gặp xào bông, tôi gặp ác quỷ hay sao á. Chắc tôi chưa bao giờ tắm với nước xào bông. Mang xào bông ra khi dễ, hù tôi. Tôi vẫn chờ, tôi chờ tới sáng. Còn tạt cái gì? Tôi không có sợ bây đâu. Bây giờ sao? Ông có về không? Nước này nước gì? Nước giặt đồ. Trời, bà Thu, bà biết tính tôi rồi. Thằng Phúc này nè, đầu đội trời, chân đạp đất, không sợ một cái gì hết. Nó nói là nó làm. Nó ở đây. Dạ tin chưa? Nước vô hết người hỏi tin chưa.
Hỏi tên chưa? Giờ đi về chưa? Nè, lỡ tạc rồi, lỡ xào bông rồi, tôi không về. Bây giờ ông ly nữa đúng không? Tôi lấy nước toilet tôi dội ông bây giờ đó. Cái gì? Nước toilet đó. Tôi hỏi bà dám không? Dám. Bà dám không? Dám. Tôi về. Tôi về. Mà nè, tôi nói bà nghe, tôi về vì không phải tôi sợ bà, mà tại vì tôi ngứa. Xào bông nhiều quá tôi ngứa. Tôi về tôi tắm xong tôi qua đây tôi ngồi tiếp. Tôi chấp bà luôn, tôi cho bà tạt hết xào bông nhà bà luôn. Bà chờ đi. Ổn bực rồi đó. Tôi sợ chuyện này không có giấu được nữa đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ nhắn đồng ý với ổng. Tới khi đó cho con Phương giả bệnh là xong. Em đi ra mắt á, ổng có phát hiện thì cũng xử lý được. Nè, vậy bà tự tính đi. Nhưng bà nhớ, khéo khéo đó, ổng là chỗ quen biết lâu năm của tôi. Bà mà không khéo á, có gì tiêu tôi đó. Tôi biết rồi mà, vậy đi nha. Như con Thư giận mẹ rồi ở bên đó luôn chứ. Ngồi xuống đây đi con. Chị ba con á, có điện thoại cho dì Thu. Chị ba đã xin lỗi thay mẹ rồi đó. Dì Thu có nói là dì không sao, nhưng mà tụi con biết chắc chắn là dì Thu đang rất buồn đó mẹ. Mẹ à, thật sự là dì Thu rất là tốt. Hồi đó chẳng qua là dì Thu vì hoàn cảnh cho nên mới làm cái nghề đó thôi à. Nè, mấy câu này á là bà Diệu nói với tụi con đúng không? Dạ phải mẹ. Hồi lúc mà tụi con còn nhỏ, xung quanh có rất là nhiều người xì xầm về công việc của dì Thu. Lúc đó dì đã nói với tụi con như vậy. Nhưng mà khi tụi con lớn lên thì tụi con thấy rõ ràng là lời của dì nói về dì Thu hoàn toàn là đúng. Dì hay nói với tụi con, đừng bao giờ đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Mẹ à, mẹ đừng có ác cảm với dì Thu nữa mà. Nè, mẹ là người sinh ra tụi con, mẹ luôn thương yêu và làm tất cả mọi thứ tốt nhất cho tụi con. Mà bây giờ con lấy lời của bà, con dạy lại mẹ hả? Hả? Con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng có giận con. Con chỉ muốn là mẹ bỏ qua cho dì Thu thôi à. Mẹ à, cậu Út với dì Thu thật sự là thương nhau. Mẹ à. Thôi được rồi, chuyện đó để mẹ tính sao. Mà nè con, rồi chị ba có nói gì về mẹ hay không? Chị ba con chỉ buồn mẹ lắm. Nhưng mà dì có khuyên con với chị ba. Chị nói có thể mẹ chưa hiểu rõ dì Thu thôi. Nghề của dì Thu rất nhạy cảm, người thường ai cũng nghĩ như mẹ. Chị ba con nghe câu đó thì cũng hiểu mẹ. Cho nên bây giờ chị ba không có buồn mẹ nữa đâu. Thôi được rồi, con lên nghỉ ngơi đi, mai còn đi quay nữa. Để cuối tuần mẹ nhắn con Thư qua đây chơi, rồi có gì mẹ nói chuyện với nó. Vậy thôi con lên lầu nha mẹ. Ừ. Mình đoán không sai mà. Nó cứ giả nhân giả nghĩa. Tụi nhỏ càng nghĩ tốt cho nó, nghĩ xấu thêm cho mình. Đúng là đồ thâm độc. Ôi trời ơi, Kiệt ơi, con có sao không vậy? Ngồi xuống đây đi con. Trời ơi, con chừng té con. Ngồi đây. Nè, con lại đi uống rượu với con Tú nữa hả? Cô uống một mình à. Tụi con cãi nhau, mà nơi đi. Thiệt tình, biết vậy á, mẹ không cho tụi con qua bên đó đâu. Mẹ à, chứ con chia tay với Tú mẹ. Trời đất ơi, con nói gì vậy?
sao lại chia tay? Con quên là mẹ nói gì hay sao? Chỉ tại cái con quỷ thù đó thôi. Nè, mẹ nói trước nha, lần sau mẹ không cho con Tú đến nhà đó đâu. Mẹ à, nói thiệt tình đó, con chịu hết nỗi khổ rồi. Nè, mẹ biết tính con Tú mà. Nếu ai mà phản ứng với nó thì nó sẽ phản ứng lại. Bình thường mình cứ chiều theo nó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Con à, con phải ráng nhịn để nghĩ tới tương lai chứ con. Ngày mai con xin nghỉ phép mấy ngày. Thực sự con muốn có thời gian suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này. Thôi vậy cũng được. Thôi con lên nghỉ ngơi đi. Say quá rồi phải không? Có đi nổi không mày đưa lên à? Con đi được.